Rồi cho giải pháp miền Tây xin mến chào các bạn nha. Hôm nay mình quay lại cái vườn bông của anh Văn đang chuẩn bị xuống giống bạn, xuống giống mà cúc pha lê lần mình quay mấy cái năm trước đó. Bây giờ anh đang làm vàng các bạn. Ở bên đó đó, bên đó là làm vàng sẵn đó. Đây là lên lên vàng nè. Nhưng mà anh trồng năm nay anh trồng số lượng 3.000 chậu. Đây là cái giống này các bạn, đây là nương nè. Đây là cái giống nè. Chỉ mới chuẩn bị thôi các bạn, tới 20 mới xuống giống nha. Rồi các bạn thấy thích thì có theo dõi về cái chủ đề mà trồng hoa này thì đăng ký kênh Di Pháp Miền Tây cho mình một đăng ký nha. Và một like để mình có động lực làm mình về qua Tết nha các bạn. Đây, đây là một số này là lên chậu là anh dâm trước nè. Cúc này là cúc pha lê anh treo đèn các bạn, nó có đèn đó, bóng đèn. Đây để mình lên trên anh gặp ảnh nói chuyện anh thông vấn cho bạn xem tham khảo nha. Đây các bạn, đây là những số cho bao cho anh chuẩn bị để anh trộn phân nha, lần vô vô chậu các bạn. Đây là cho nè, gom mục nè đó, anh trước đó. Cái lượng chậu năm nay lượng chậu xi măng là nhiêu? Gửi gì ha, giờ giống cây giống có sẵn hết hả? Thì bầu lấy ra, trong đó đó hả? Trồng năm nay trồng tính trồng về tình mà đại đó hay là bà pha lê là món cái cần gửi ha. Ngoài ý đó là bà con mâm xôi đó hả? Đây các bạn, đây là anh Văn mình, khuôn mặt này là ưu tú về trồng bông nữa bạn đó. Bây giờ anh có một số giống là anh trồng lưới rồi, nhà lưới các bạn. Đây là năm nay anh trồng 3.000 chậu, 1.000 gửi đại đó, 1.000 gửi pha lê nha. Các bạn có thích thì là theo dõi mình nha, mình quay chủ đề cái này nha, là tới vụ vụ mùa bông rồi. Đây là những cái số bông ở nương nè, để mình là chút đầu mình quay cho bạn xem. Đó mà tuốt cái trống các bạn. Quá đó 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 đó, xanh 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 đó bạn, đó là đường giống rồi, cái giống nha. Rồi mình sẽ cập nhật mỗi mỗi ngày cho các bạn xem anh cho công trình quá trình mà lên cây giống nha. Rồi cho Di Pháp Miền Tây kết thúc video nha, hẹn lại video sau, bye bye.